Đang hay thì đứt dây đàn, đó đích thị là cảm xúc của không ít người mộ bóng đá vào lúc này. Ngoại Anh vừa khép lại vòng thi đấu thứ 12 với nhiều dư âm ấn tượng, có tới 5 trên 10 trận đấu công hiến, nhiều hơn 3 bàn thắng. Đương nhiên rồi, chúng ta không thể nào quên trận đấu Super Sunday giữa Chelsea và Manchester City, một bữa tiệc thịnh soạn mà cả hai đội đã chiều đại khán giả. Những người mộ không theo dõi trận đấu đó hoặc là tắt TV đi ngủ trước phút đấu thứ 28 thì quả thật quá đáng tiếc. 8 bàn thắng chia đều cho cả hai đội sức ép nghe thở từng giây và rượt đuổi đến phút cuối cùng. ngoạn Anh là thế. Đó là nét đặc trưng của giải đấu này, bởi thế mới gọi Premier League là giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh. Tuy nhiên, sự hấp dẫn ấy tạm ngưng lại trong hai tuần, những chỗ cho đợt FIFA Days tháng 11 của đội tuyển quốc gia. Với các Gunners, tuần vừa rồi chúng ta đã trải qua hai thứ xúc cảm, lo lắng và dễ chịu. Đón tiếp Burnley trên sân nhà, đoàn quân của Mikel Teta tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên và chỗ xa chính là nhân tố nổi bật nhất, khai thông thêm bế tắc ở cuối hiệp 1. Dẫu vậy, sự lo lắng đến ngay đầu hiệp hai, Burnley tràn lên tấn công hoặc tìm kiếm bàn gỡ và họ đã có được điều mình cần ở phút năm Brown Hill tung cú sút từ tuyến hai, đập chân Gabriel đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành David Raya. Trước một đội bóng nhược tiểu như Burnley, rõ ràng là Arsenal phải thắng cơ mà, cứ sao lại để hòa? Và thật may, các pháo binh luôn biết cách chiều lòng người hâm mộ. Chỉ 3 phút sau khi Arsenal bị gỡ hòa, lại là Chosa lên tiếng để giúp cho đội chủ sân Emirates tái lập thế dẫn bàn. Từ chấm phạt góc, cựu sau của Brighton thực hiện quả tạt đầy ý đồ để William Saliba bật lên đánh đầu cận thành tung lưới Burnley. Tới phút 74, Arsenal còn ghi thêm một bàn thắng do công của Alexander Zinchenko qua đó ấn định chiến thắng 3-1. Kết thúc trận đấu, niềm vui và sự hân hoan tràn ngập Emirates. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của pháo thủ sau quãng thời gian trượt trọc với màn sẩy chân cho West Ham và Newcastle. Nhắc lại trận Newcastle vẫn thấy cải cải sổ mũi. Mới đây, cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh PGMOL vừa công bố bản ghi âm đầy đủ trong phòng VR liên quan đến bàn thắng duy nhất của Anthony Gordon đã giúp cho chiếc đánh bại Arsenal ở vòng 11 vừa rồi. Ông Howard Webb, giữ chức trưởng PGMOL, khẳng định trọng tài và VR đã làm đúng trong quyết định công nhận bàn thắng ở trong trận đấu giữa Arsenal và Newcastle. Nhưng thôi, nói làm gì nữa Webb. Việc tung bạc này của bóng đá Anh cơ sao lại giống V-League đến lạ cách biện minh của anh trưởng PGMLL y như lời giải thích của ban trọng tài VFF về tình huống gây tranh cãi trong trận đấu giữa Viettel và Hà Tĩnh tại V-League năm nay. Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến của Viettel đã có tác động đặt tay lên lưng của hậu vệ Hà Tĩnh, nhưng trọng tài và VIA xác định đó không phải là động tác đẩy người. Nhìn chung, đây mới chỉ là lượt đi và còn cuộc tài đấu giữa pháo và chim một lượt về. Lúc đó, liệu xem nổi gá đại gia mới nổi này có chịu được sức bắn của đại diện London không? Dũ bỏ những muộn phiền, giờ đây các cổ viên đang ngóng ngày Arsenal trở lại thi đấu Premier League. Vòng 13 tới đây, pháo thủ sẽ tới làm khách trên sân GTX Community của Brentford. Về tình hình lực lượng, dự kiến sẽ có nhiều xáo trộn bởi việc góp mặt của các cầu thủ trên đội tuyển quốc gia. Khó hiểu nhất là trong vài ngày gần đây là trường hợp lên tuyển của Jesus bất chấp chấn thương của anh. Huấn luyện viên Mikel Teta sau đó tiết lộ, tiền đạo này còn lâu mới sẵn sàng tập luyện, chứ đừng nói đến việc thi đấu. Chia sẻ với ESPN, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết tôi không biết. tôi sẽ nói chuyện với các bác sĩ và Jesus, vì cậu ấy chưa hề tập luyện cùng với chúng tôi. cậu còn lâu mới có thể tập luyện cùng đội, nhưng đó là sự giao tiếp nội bộ giữa câu lạc bộ và đội tuyển. mục đích đầu tiên là luôn tìm kiếm những điều tốt nhất cho cầu thủ. Mà kệ chấn thương, Jesus trở lại Nam Mỹ để thực hiện nghĩa vụ quốc tế. nếu đội bóng đá Brazil muốn cho suốt 26 tuổi được huấn luyện viên tạm quyền Fernando Diniz và đội ngũ y tế của ông ta đánh giá. giả sử không đủ sức khỏe để thi đấu. Jesus có thể bị loại khỏi đội hình và buộc phải bay hơn 8.000 km thẳng về London. Khi đó, ốm người vì virus FIFA là có thật. Vắng Jesus, Arsenal cũng bỏ ngỏ luôn sự phục vụ của đội trưởng Martin Odegaard. Cựu sao Real Madrid đang phải vật lộn với chấn thương hồng. Chưa kể, anh còn bị đau theo kiểu giờ khóc giờ cười. Odegaard bị bóng đập vào mặt trong một buổi tập tại trung tâm London Colony của câu lạc bộ. Cú va chạm đủ nặng để Odegaard phải kiểm tra chấn động và ngay lập tức bị rút khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu với Newcastle gần đây. Quy định về những pha chấn động nêu rõ các cầu thủ phải nghỉ ngơi trong 6 ngày và nếu như không có triệu chứng nào đáng lo ngại thì mới được phép trở lại thi đấu. Odegaard sau đó đã tiếp tục bỏ lỡ chiến thắng hôm thứ tư tuần trước trước Sevilla cũng như trận thắng Burnley vào thứ bảy vừa qua tại Premier League. Tiến vệ này cũng sẽ ở lại Anh trong khoảng thời gian nghỉ thi đấu quốc tế, bỏ lỡ những trận đấu cùng với đội tuyển Na Uy với đảo Faroe và Scotland. Các bác sĩ vẫn chưa xác định chính xác thời gian trở lại của pháo trưởng. Với tấm thẻ đỏ phải nhận ở cuối tuần qua, Fabia cũng sẽ phải ngồi ngoài. Thực tế, việc cầu thủ 23 tuổi không thể thi đấu cũng sẽ ảnh hưởng quá nhiều tới đoàn quân bị kéo thẻ tà. Viola đã không thể đáp ứng được sự kỳ vọng kể từ khi đến sân vận động Emirates. Tiền vệ mang quốc tịch Bologna chỉ ghi được một bàn thắng, sở hữu hai đường kiến tạo tại Premier League mùa trước và bị chế giễu vì thể chất yếu đuối. Trong khi đó, những cái tên còn lại như là Ben White, Cedric Suarez, Smith-Rowe, Julian Timber hay là Thomas Partey cũng chưa chắc ra sân ở trong màn đối đầu với Bayern. Nhìn sang Brentford, đối thủ của Arsenal cũng có danh sách dài bình bình. Ngoại trừ trường hợp mua tiền bán độ của Ivan Tony ông Thomas Frank còn chịu tổn thất khi thiếu vắng Rico Henry, Mikel Damsgaard hay là Aaron Hickey. Điểm qua tình hình bệnh viện, bây giờ cũng chuyển sang những cầu thủ nhiều khả năng góp mặt trên sân của cả hai đội. Đối khách Arsenal đương nhiên vẫn đảm bảo được sự ổn định từ tuyến dưới. Vũ tứ phòng ngự trải từ cánh phải sang trái gồm có Tomiyasu, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko hàng tiền vệ đang mang đến sự đau đầu cho Ateta. Họ không có nhạc trưởng Odegaard cùng với phương án dự phòng Viola, do đó phải trông cậy vào chân gỗ Kai Havertz. Partey tiếp tục làm bạn với y tá nên cơ hội đảm nhiệm vai trò tiền vệ trụ trông cả vào Jorginho. Thực phẩm chức năng cho hai cầu thủ vừa kể chính là Declan Rice, hạt gạo đắt sắt ra miếng. Sau khi Premier League trải qua 12 vòng đấu, có thể khẳng định Rice là một trong những bản hợp đồng chất lượng nhất. Cầu thủ người Anh đã mang đến chất thép cho khu vực trung tuyến của pháo thủ. Thống kê chỉ ra, Rice thực hiện trung bình hai cú tắc bóng mỗi trận, có 1,4 tình huống phá bóng giải nguy cho đội nhà. Tranh chấp nhiều là thế, song Rice vẫn chưa phải nhận bất kỳ một tấm thẻ vàng nào sau 12 trận đấu. Còn ở khoản vận hành lối chơi, anh chứng minh bản thân là một chân truyền uy tín với tỷ lệ truyền bóng chính xác, trung bình là 92%. Đáng chú ý, Rice cũng thường xuyên tạo ra cơ hội cho đồng đội nhờ vào bộ kỹ năng toàn diện của mình, với trung bình 2 lần thực hiện những đường truyền sáng tạo hướng lên trong mỗi 90 phút. Nhìn lên trên hàng công với sự ân ý thể hiện ở trận đấu vừa qua, bộ ba Saka, Trosa, Martinelli tiếp tục sánh vai cùng nhau. Trước đó, cả ba cầu thủ này đều góp dấu dày vào chiến thắng 2-0 trước Sevilla, đặc biệt là Saka có một bàn và một pha lập công, nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Còn gần đây, chính Trosa tỏa sáng với một bàn và một kiến tạo. Giờ thì trông cậy nốt vào Martinelli làm nên cho trống ở vòng đấu thứ 13 trước Brentford. Đương đầu với đội khách mạnh hơn hẳn, Brentford buộc phải chơi thận trọng. Lấy thủ là trọng yếu và hy vọng vào những đợt phản công. Mbemo chính là niềm hy vọng của Bầy Ong. Cầu thủ này đang dẫn đầu ở danh sách lập công và kiến tạo cho Brentford ở mùa giải năm nay. Đá cặp cùng với Mbemo đương nhiên vẫn là Guisa. Trong trường hợp Mbemo bị phong tỏa, Guisa sẽ là người được giao trọng trách tìm ra lời giải cho tuyến đầu. Hỗ trợ hai tiền đạo là ba tiền vệ bao gồm Janel, Nogat và Jansen. Sự ân ý là điểm mạnh nhất của họ với hai trên ba người mang quốc tịch Đan Mạch. Án ngữ chưa khung thành, của Flecken được dự đoán sẽ là Ayer, Collins, Pinock, Mi, Roseleb. Tưởng năm người đông đảo nhưng lại rất mong manh, bằng chứng là trước một đội bóng mạnh về tấn công cánh như là Liverpool, Brentford đã thất thủ toàn tập. Đó là niềm tin để Arsenal tự tin chơi thăng hoa. Trong 5 lần gặp gỡ gần đây nhất, Arsenal giữ ưu thế khi thắng Brentford 3 lần, hòa 1 và thua 1. Trung bình pháo thủ ghi 1,4 bàn vào lưới của đội chủ sân Gtech, một thành tích không hề cao một chút nào. Ở lần gặp gỡ vào hồi tháng 9 năm 2023 vừa qua, đoàn quân của Mikel Teta cũng chỉ có được kết quả thắng sát nút 1-0 trước đối thủ bằng pha lập công của Nelson ở ngay phút thứ 8. Xong, đó là trận đấu thuộc Carabao Cup. Vốn dĩ cúp nước ngọt và tranh đấu tại giải bóng đá ngoại Anh là rất khác nhau, từ tâm thế quyết định đến nhân sự, lối chơi. Đến thời điểm 0 giờ 30 rạng sáng ngày 26 tháng 11, Arsenal sẽ biết mình cần phải làm gì trong màn đọ sức với đội bóng áo sọc đỏ trắng. Dự cảm về một trận thắng là điều xuất hiện bên trong Cagunas. Thế nhưng, Brentford cũng rất khát điểm họ vừa mất chuỗi thắng vào tay của liverpool giờ đây khi cả hai cùng quyết tâm khán giả sẽ là người được hưởng lợi nhất trận đấu sẽ đầy kịch tính hấp dẫn xứng đáng phát súng trở lại sau dịp fifa days